Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video, có thể nói rằng một video khá là hot trong tháng 12 này. Sau khi kết thúc mùa giải đấu tăng trưởng môn, thì đây là anh em ơi, lên ngôi vị tăng trưởng môn nha Nam ơi. Lên ngôi vị tăng trưởng môn. Hiện tại bây giờ vòng sáng bên đẹp này là rất rất nhiều vòng sáng, là hiện tại chúng ta vẫn không thấy vòng sáng trên đồng. Chứ nếu anh em thấy trên vòng sáng trên đồng, nó sẽ hiện cái dòng đó là tăng trưởng môn nghe mi nha mọi người. À ok, chúng ta sẽ hiện tại đang có sở hữu với mình đó là vòng quán quân thiên hạng nhất bang, vòng võ lâm liên đấu hạng 3. Đây là một trong những game mi có thể nói là game mi no 1 của server nha mọi người. Hiện tại đang là nằm top 6 server với đẳng cấp đó là 134 và môn phái đó là top 1 game mi. Đó, top 1 game mi nha nè, một trong những cao thủ có thể nói là top 1 game mi. Đạt đạt của anh Tùng nha mọi người. Ok. Rồi ok anh em ơi. Đây anh em ơi. Hiện tại chúng ta cùng xem sơ qua sơ đồ. Ok anh em ơi, vừa rồi Khải mới đi viên vớt xong. Anh em cho anh em xem sơ qua đầu tiên đó là điểm kỹ năng và tiềm năng nha mọi người. Điểm kỹ năng và tiềm năng của Game Mi thì anh Tùng đang sở hữu cho mình đó là 50-50, có thể nói là 725 sinh khí và 700 nội công, là lấy 700 lực tây nè mà. Đó. Hiện tại anh Tùng đang sở hữu cho mình đó là với kỹ năng là 5 kỹ năng vẫn có. Hiện tại là nên võ công chống phái 5 kỹ năng vốn có đó. Và hiện tại đang sở hữu cho đó là skin phong xương tốc ảnh 6 cấp nha 15. Đó, 5 kỹ năng vốn có kèm với một điểm một cấp từ tăng trưởng môn nghe mi thì sẽ được thêm một cái ấn tín kỹ năng một cấp nha nè, và kháng tử kháng tất cả 5%. Thì đây là lượng kháng và điểm tiềm năng của anh Tùng, anh em nhìn sơ qua tham khảo nha. Đó, một trong những nghe mi thực sự là phòng thủ 75+5, kháng hàng 75+2, kháng lôi 75+3, kháng hỏa 75+3 và kháng độc 75+1, quá dữ luôn. Đó, với đẳng cấp 134. Đầu tiên chúng ta sẽ soi đến đó là một cái ngọc bội nè mọi người. Hiện tại anh Tùng đang sở hữu cho mình một cái ngọc bội, có thể nói rằng là vô ma tẩy tượng ngọc khấu, một trong những ngọc bội hồn mỹ lên tiệc đã úp lên cấp 8 nha mọi người. Hiện tại anh Tùng chỉ cần 2 cấp mà thôi, đó là cấp 9, cấp 10. Thì anh Tùng sẽ được cho mình thêm cái dòng phong xương tối ảnh, sẽ hiện thêm thành đó là cộng 1 cấp kỹ năng 9x nha nè. Đó, đó là một ngọc bội trong những ngọc bội khá tâm huyết của anh Tùng. Anh Tùng đọc rất rất là nhiều lần đã lên được cái cộng 8 như thế này, và thực sự là đầu tư rất rất là nhiều lần luôn này mà. Chưa nói thực sự là ở cái ngọc bội này đầu tư có thể nói là vô giá nè mà. Hiện tại bây giờ anh Tùng đang với cái hướng đó là cố gắng đọc lên cấp 10 nha nè, sẽ được nhận cho mình thêm skin kỹ năng phong xương tối ảnh 1 cấp nha nè. Rồi tiếp tục đó là một ấn tín sau khi lên tăng trưởng môn game mi, thì anh Tùng đã sở hữu cho mình một ấn tín đó là hạn sử dụng đến ngày 5 tháng 1 là khoảng 20 ngày nha mọi người. Và trước khi thời điểm tăng trưởng môn mùa mới tháng 1 tiếp theo thì cái ấn này sẽ hết hạn nha nè. Đang có cho mình đó là 3 kỹ năng: phong xương 1 cấp, tâm nghe mi kiếm 1 cấp, tâm nghe từ tuyết 1 cấp, phổ độ nhân sinh 1 cấp. Đó là 1 cấp trên ít nha nè. Rồi tiếp tục anh em xem sơ qua đồ. Thì tiếp theo đó là anh Tùng đang sở hữu cho mình một cái phi phong kỹ năng vốn có 1 cấp, hạn sử dụng nó là 5 ngày. Hiện tại bây giờ còn 5 ngày nữa. Rồi, đang sử dụng cho mình một cái nón cực phẩm Mask of sinh lực 50, phòng thủ 30. Nón cực phẩm này sẽ vừa giá hồi đầu thì cũng 5-6 triệu một cái đó nè. Năm này thì chỉ cần giá 1/2. Và sử dụng một cái áo cũng cực phẩm định quốc Mask of 50 phục hồi và sinh lực Mask of không to. Và giá trị của hai món này cũng thực sự là quá hot nha nè. Đến thời điểm hiện tại thì nó thực sự là một trong những món rất là hiếm của ở cửa mới chủ này. Để sở hữu những trang bị này là phải bỏ ra giá trị nó phải tầm mấy triệu bạc nó mới có được anh em ơi. Rồi, hữu tiếp tục cho mình đó là một gia truyền kháng tất cả 18, kháng lôi 20. Một gia truyền kháng cả 18, kháng lôi 20. Một cây vũ khí làm chậm 40, sinh lực 200, thể lực 200. Đó, cái này thì có thể là nghe mi mang cũng được, hoặc là cái băng rồng mang cũng được nha nè. Và anh Tùng ưu tiên cho mình đó là dòng thể lực nha nè. Nội lực thành dư quá rồi, anh mang thể lực đến có thể bơ ke di chuyển đỡ khỏi tốn mana nha, khỏi tốn thể lực nha nè. Mana thì 2k8 quá thừa rồi. Sử dụng cho mình một đôi dây tóc 25, kháng lôi 30, mắt thể lực thêm 100. Đó, ưu tiên là thể lực và sinh lực. Và tiếp tục là một đai lưng thể lực 100, kháng băng 25 dòng 1. Tiếp tục là một con nhẫn làm chậm 40, thể lực 172, nội lực 89, không cần sinh lực luôn. Và một cái nhẫn kháng lôi 30, nội lực và thể lực 134. Đó, với một con nhân mi như thế này thực sự là những trang bị thì đồ thì cũng cái nhẫn này khoảng tầm hơn 2 triệu. Ở đâu sẽ vừa cái nhẫn này có thể nói là 3 đến 4 triệu. Đó. Nhưng mà tầm này thì đỡ mới tìm chiếc nhẫn này cũng khá là chua này mà, rất là khó. Rồi, một nhẫn làm chậm 40. Nhẫn 40 này thì nội lực và thể lực cao thì nhẫn này ở server cũng khá rẻ thôi anh em ơi.
anh Tùng thì anh thích cái hướng thở lực nữa, là anh mua nhẫn này thì Khải nghĩ nhẫn này khoảng tầm 1 triệu quay đầu thôi. Họ đa lưng này hôm trước sang ra thì cũng không có giá trị gì cao lắm, đặc biệt là vẫn là cái ngọc bội này mà. Cái bội này thực sự đỡ mà nói giá trị thì có thể nói đến hiện tại bây giờ ép lên cấp 8, vô giá hoàn toàn. Rồi, tiếp tục một cái hot ngày hôm nay, chúng ta là một con ngựa phiên vũ, một con ngựa phiên vũ phần thưởng quán quân thiên hạ đệ nhất bang Liên Silver, và đang được Ado bảo hộ với trị giá là 50 triệu Việt Nam đồng. Một trong những con ngựa có cho mình đó là tốc độ 100, sinh lực 500 điểm và thể lực 1000, né tránh thêm 500 và khả năng cảm 10. Con này là con phiên vũ năm, có thể nói là con phiên vũ đầu tiên Silver của cùng mấy chủ này. Vòng sáng đó, anh em thấy vòng sáng khá đẹp luôn, và anh ta đang có vòng võ lâm liên đấu hạng 3 nữa, là nó vòng rất là nhiều vòng anh em ơi, cả vòng Evan và vòng quán quân thiên hạ nhất bang, rất là nhiều vòng. Thực sự là con em ơi, nhìn vào là vòng quá nhiều vòng anh em ơi, quá đẹp luôn. Nó ân tín và đang sở hữu tiếp tục cho mình, nó là một cái mặt nạ kháng cảnh 5, trang sức kháng cảnh 5. Đó, set đồ của anh Tùng là con em ơi như thế này nè mà, thực sự là một trong những set đồ quá pin, nóng mát, áo mát, dây chuyền tương đối mát. Ngọc bội cũng khá đẹp luôn, và hiện tại đã có thể nói rằng là đặt mốc 126 tốc độ đánh nội công. Một trong những cái phiên bản đồ xanh mà mới có thêm cái ngọc bội nữa là đặt cấp 8 anh em ạ. Đặt mốc 126 tốc độ đánh nội công anh em ơi. Với một hướng như thế này thực sự là theo anh em theo dõi những cái trận đánh đại hội anh hùng của anh Tùng á, thì vào lúc 7 giờ hàng ngày á, thì Nga Mi này có thể giết được cả công lôn và có thể giết được cả những cái anh võ đan luôn nha anh em. Có thể giết được cả võ đan luôn. Quá dữ luôn nha mọi người. Bắn mà võ đan không kịp trở tay luôn nè. Thực sự bắn giờ đang không kịp trở tay luôn. Đó, quá ngon luôn. Đây, anh em xem sơ qua một lần nữa. Anh em xem sơ qua một lần nữa. Đó, tổng thể cái set đồ của anh Tùng. Nhìn sơ qua thì anh em cũng biết thì ạc này đang sở hữu là 85 trọng này. Đó, còn lại có thể nói là full kháng lôi. Full kháng lôi. Và hiệu ứng thì có thể nói quá đẹp. Hiện tại ạc này thì chưa có chó thôi. Tốc độ đánh như thế này thì sự không cần chón lắm, không cần thiết chón luôn anh em ạ. Đồ như thế này thì quá pin cho một Nga Mi đi với hướng set năm hành. À, và đang sở hữu như một bộ tay kim quang nha mọi người. Một tay kim quang như năm. Nên Khải Quỳnh nói nè, đó một tay kim quang. Với lực tẩy tròn 10k. Với lực tẩy tròn 10k thì sự quá dữ luôn. Rồi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho anh Tùng, anh Galina cũng như là đỡ lại cho video của Khải một like, một chia sẻ ủng hộ cho mọi người ơi. Và kính chúc anh em một ngày vui vẻ, và đừng quên một like chia sẻ ủng hộ mạnh anh em ơi, một like chia sẻ ủng hộ mạnh video này giúp Khải nha. Khải sẽ tiếp tục soi những video tiếp theo cho anh em xem những tân trưởng môn tháng 12 này sẽ như thế nào và gồm những cầu thủ nào cho anh em xem nha. Và đầu tiên chúng ta khai đao tháng 12 là một trong những em mi nô một server, và đây là anh Tùng nha anh em, anh Tùng Angelina, một trong những cầu thủ khá là khác của cụm mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử. Và hiện tại đang gộp về mấy chỗ S9 Giang Sơn Ký Sử nha mọi người. Rồi, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Ok, cảm ơn anh em, và đừng quên nhấn cho Khải một đăng ký kênh và ủng hộ mạnh nha mọi người ơi. Ok, nhớ nhấn đăng ký kênh nha anh em, đăng ký kênh mạnh để share theo dõi những video tiếp theo nha em ơi. Và đừng quên Khải hay livestream trực tiếp vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha anh em ơi, cũng như là buổi trưa là khoảng tầm 11:40 nha anh em. Rồi, ok, một trong những mươi quá khác luôn nè em ơi. Thực sự, ạch này đánh không còn chỗ nào chơi nè em ạ. Anh em cảm thấy hay, cho một like chia sẻ luôn nha nè, quá dữ luôn. Rồi, ok, một trong những set đồ quá đẹp.